tuy không giảng dạy trực tiếp học sinh nhưng các công việc của tổ liên quan đến hầu hết các hoạt động của nhà trường, nó tác động đến quá trình giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh. Những công việc đó liên quan đến việc điều hành chung các hoạt động của nhà trường, đảm bảo các điều kiện về vật chất, tài chính, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho giờ lên lớp của giáo viên và học sinh, đảm bảo các chế độ, chính sách, chi trả lương, thưởng kịp thời cho cán bộ, giáo viên và học sinh, quản lý, lưu trữ, hồ sơ giáo viên và học sinh đúng theo quy định. Dù công việc thầm lặng, nhưng các anh chị em trong tổ cũng góp một phần nhỏ bé vào thành tích chung của nhà trường. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực, quyết tâm, phấn đấu, hoàn thành tốt các công việc được giao, phối hợp với các tổ chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Mọi thành viên trong tổ luôn luôn đoàn kết, nhất trí, coi nhau như anh em trong một nhà, ấm áp, yêu thương và hỗ trợ nhau trong công việc cũng như trong các công việc, niềm vui cũng như là nỗi buồn. Tổ nhiều năm qua đã được nhà trường và Sở Giáo dục Đào tạo Nam Định công nhận là tập thể tổ lao động tiên tiến. 100% các đồng chí trong tổ đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên. Có 2 đồng chí được đề nghị danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, có 1 đồng chí được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Về định hướng trong thời gian tới thì tổ sẽ tiếp tục cố gắng thực hiện tốt các công việc được giao, tham mưu với ban giám hiệu nhà trường về điều hành, quản lý tài chính, ngân sách chi tiêu đúng theo quy định, kịp thời với tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo tập trung hiệu quả ngân sách cho công tác chuyên môn và các hoạt động.